anh chưa đến làng quan họ, trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn lời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đổi chiếc nón mà hỏi xem đã mấy hẹn mấy hò, mà sao người quan họ cứ giấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầm và trong ta áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm lạ kỳ, thấy em hát dân ca anh thấy yêu cô quan họ quê ta. Ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca trong ta áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm lạ kỳ, thấy em hát dân ca anh thấy yêu cô quan họ quê ta. Ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca mặc dù vẫn xa, anh luôn nhớ mùa đông.
nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi gốc là tiên tổ ân sâu gió dài. Sinh ra con cháu các hàng quê mẹ thịnh vượng thọ trường vương anh hôm nay nhân tiết ngày cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ tiên chim tung canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn chăm mây họ gian lao nhớ cầu bách điều quy sao chăm mơ nghe ngàn suối dồn đi vào một sống điều quý sao chăm mưa nghe ngàn xuôi dồn vào một sông ơn tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ cầu âm quý hiên xưa ngọt mà không gốc cơ đồ vững sao. Nhớ câu âm thủy hiên xưa ngọt nhì mà không gốc cơ đồ vứt sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta dòng người dõi chấp anh ngày nay nước tiếng hương dành đi ngày nay nức nga tiếng hương danh biết hơn hai cuốn sợi cho cảnh nở hoa đức giang gọi sơn y hà
mầm tu đức giang thần vũ trụ bao na cực tiền sáng rọi lòng ta ơn đi dòng xưa mẹ công ngơ cha ai tành rọi lòng ông ta ơn như dòng xưa mẹ công ngơ cha ai này duyên gặp bên nhờ tay người lại cơn mơ buồn dẫn lối từ xưa nhớ bạch tổ cao dày nhờ ơn như có hồ nhớ ơn na bành nghi tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây có cành tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bề dâu tóc xanh rồi cũng bạc giọt nước mưa sương lạnh lùng dẫu muôn đời rừng mưa ra thảo tường qua kinh lễ dâng lên nay trời tây trúc tỏa sen chỉ xin chắc ràng về miền dương gian chơi
tòa sen. Chỉ xin chắc giang về miền dương gian, thăm con cháu, thăm nhi làng xóm cũ, thăm phố phường, dòng nghề họ gần xa, nơi ăn chốn ở trong nhà. Khi thời phù hộ, khi đã mừng vui, các ông lãnh đạo địa phương, kính thưa các cụ thượng ban nhất, kính thưa tất cả các cụ, các ông các bà, và kính thưa đội đồng niên năm 1972, năm tới là ra làm tân cụ đệ xuất lão. Hôm nay có cung tiến nhà chùa một bệ tượng Đức Phật A Di Đà. Bây giờ là để vào buổi lễ được long trọng, thì xin mời các cụ cùng các lãnh đạo địa phương và các quý khách vào trong tâm đảm bảo an toàn. Và Đỗ Thị Hiền là đại diện cho đồng niên nữ. Kính thưa Đại Đức Thích Chí Tánh, trụ trì chùa Linh Quang, kính thưa các cụ ban nhất, kính thưa các cụ thường trực hội lão bà, kính thưa các ông đại diện lãnh đạo, đại diện ban văn hóa thôn Phú Mẫn, kính thưa các cụ ban nhạc lễ, thưa các cụ bà là thân sinh các đồng niên, kính thưa các quý khách và các đồng niên. Hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2020, tức ngày 4 tháng 10 năm Canh Tý, Hội đồng niên nữ 1972 chúng con tổ chức lễ cung nghinh công đức lên chùa Linh Quang thôn Phú Mẫn bệ Đức Phật A Di Đà. Về dự buổi lễ hôm nay, con xin trân trọng giới thiệu có các ông bà trong cấp ủy chính quyền địa phương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi lễ hôm nay có sư thầy Thích Chí Tánh, trụ trì chùa Linh Quang, cùng các cụ trong hội lão bà, cùng toàn thể các cụ bà và các quý khách, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Dự buổi lễ hôm nay còn có các ông bà trong hội đồng niên 1972 cũng đã về dự đông đủ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các cụ, thưa các quý khách, trong kiến trúc tôn giáo ở Việt Nam, chùa là nơi thờ Phật, là công trình kiến trúc phục vụ tín ngưỡng, là tài sản tâm linh chung cho tất cả mọi người. Người người có tâm, cửa Phật luôn rộng mở chào đón. Mỗi Phật tử nữ đồng niên 1972 hôm nay được sự hoan hỷ nhất trí của nhà chùa Linh Quang, của Đại Đức Thích Chí Tánh, của hai giới các cụ, của lãnh đạo thôn Phú Mẫn, để chúng con được bày tỏ tấm lòng kính Phật, kính Tăng Ni, được bồi dưỡng và mở rộng đời sống trí tuệ, được tỏ lòng cung kính, dâng tiến bệ Đức Phật A-di-đà tại ngôi Tam Bảo chùa Linh Quang thôn Phú Mẫn. Mỗi Phật tử chúng con đều mong muốn đến nơi cửa Phật để tìm tâm Bồ Đề, để được giác ngộ chân lý của Đức Phật, được Đức Phật chứng giám lòng thành, phù trì che chở. Chúng con kính mong được Đại Đức trụ trì, được các cụ và quý Phật tử đón nhận tấm lòng thành của đồng niên nữ 1972 chúng con, xin được cung kính dâng tiến bệ Đức Phật A Di Đà lên ngôi Tam Bảo chùa Linh Quang thôn Phú Mẫn. Thay mặt đồng niên nữ 1972, kính chúc sư thầy trụ trì, kính chúc các cụ, kính chúc quý khách và các đồng niên sức khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn được hoan hỷ bình an nơi cửa Phật. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa sư thầy Thích Chí Tánh, kính thưa các cụ trong ban thường trực hội lão bà, kính thưa các cụ thượng, thưa các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương, thưa các ông bà đồng niên sinh năm 1972, hôm nay
ngày 18 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 4 tháng 10 âm lịch, các bà trong hội đồng niên 1972 đã có lễ tổ chức lễ cung nghinh công đức bệ Phật A Di Đà vào chùa Linh Quang, thôn Phương Mẫn. Thay mặt cho lãnh đạo chính quyền địa phương, xin ghi nhận tấm lòng vàng của các bà trong hội đồng niên 1972. Chúc các bà cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài, phát lộc. Lãnh đạo địa phương mong muốn các ông bà trong hội đồng niên 1972 nêu cao tinh thần đoàn kết và thường xuyên có những tấm lòng nhân ái, mở lòng cung đức vào đình, đền, chùa, cũng như là tham gia tích cực vào lời kêu gọi thiện nguyện của Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc thôn nhà. Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thời đệ tử chúng đăng tiến về chư thiền nữ đồng niên 1972 phát tâm dân cúng dường toàn người tam bảo nguyện thập phương thượng trụ tam bảo thì từ chứng minh gia hộ đệ tử chúng đăng sở nguyện thì tâm sở cầu như ý giới hướng định hướng như tuệ hướng giải thoát tri kiến hướng quang minh vân đại biện pháp giới cũng vừa học phương tam bảo thiền nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ta ba nâng món ma một đà ma bắt na đề
na sa tăng nam đề tăng ke 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 ông ông nhâm ma ra pa ra ta pa ra na pa đề sa đề sa ti đề chi đề tam ra phong ra đề cam đề ta ba nam ma mô đà ta ba ra đề tăng nam đề tăng ke 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 ông ông nhâm ma ra pa ra ta pa ra ta pa đề sa đề sa ti đề chi đề đây có Phật Thích Ca, Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi Ta Bà về bên cõi A Di Đà. Cánh quang cõi A Di Đà, ngọc lưu ly xây hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây bao dung là đà, đường đi cùng chân châu ngà. Hồ ao có sen bằng vàng, tòa tư hóa ra hào quang, màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn để giang đón dân Ta Bà. Cõi đây trôi lên nhạc trời, người được nghe ưu sầu vơi, hạt mưa xuống đơm hoa trời, tỏa hương đến thơm cho đời, người nghe sẽ an muôn đời. Mỗi khi gió lay cây cành, tạo ra tiếng âm thật thanh, dạy dân chúng nên tu hành, hãy tinh tấn cho chuyên cần, quả tâm đức mau viên thành. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Phật xưa có ra lời thề, mở rộng thêm bằng lạc quê, vậy ai đã mong sanh về thì nên chớ tâm si mê, Phật giáng đón đưa ta về. Cõi tay ấy không luôn hồi, vậy người ơi mau về thôi, niềm thôi
không suốt khi đi ngồi, để ưu não không đắm trôi, tòa sen bao ta lên ngôi.